Bây giờ 2 giờ sáng ở nơi ngã tư đường. Ta ngồi bên cạnh nhau lặng trong ngắm phố phường. Trong lòng em giờ đây từng cảm xúc bất thường. Anh hỏi em giờ đây rằng anh biết làm gì khi người anh từng yêu giờ đây đã chia đi, mang theo con tim của anh mà chẳng nói câu gì. Mà vì sao đám tim này không thể nói, tuy rằng hai chúng ta đã